Cần chuẩn bị gì trước khi tu thiền? À, mình cần chuẩn bị là một cái thân người đầy đủ tai mắt mũi lưỡi, có chưa? Có rồi. Có một cái tâm người bình tĩnh, không phải mê mờ quá, cũng không phải cao ngạo quá. Có hai loại tâm người mà không thể tu: một là biên địa hạ tiện xa xôi núi rừng mà không có nhu cầu tâm linh; hai là chất chứa đầy kiến thức về tâm linh và không có khả năng lắng nghe tu tập nữa. Cho nên có một cái thân bình thường khỏe mạnh và có một cái tâm biết lắng nghe tu hành, hai cái tâm đó sẵn sàng thì tu thiền được. Dạ, câu số 4, tư thế ngồi thiền tốt nhất. Tư thế ngồi thiền tốt nhất là tư thế ngồi kiết già với 7 điểm. Một là cái cổ của mình á, không có cúi quá, không có ngửa quá, nó ở trong cái tư thế thả lỏng, nó an trú ở trên cái vai. Hai là hai cái vai của mình nó phải buông thư ra một xíu, giống như hai cánh con diều hâu thả lỏng, không có ép vô vị trí khó thở. Okay. Ba là đôi mắt của mình á, là an trú nhẹ nhẹ lại, hoặc là nhìn phía trước hoặc là nhắm lại, không có liếc qua liếc lại con ngư. Bốn là cái miệng của mình, cái răng của mình nó vừa nhẹ chạm, môi của mình vừa nhẹ khép, và cái hàm răng, cái lưỡi trên của mình nó ở trên hàm răng trên một xíu, chạm nhẹ một chút. Tiếp theo á, là cái lưng của mình phải thẳng, không phải thẳng đến cái độ mà gồng lên, nó cố gắng là nó sẽ căng cái cơ thể mình, nó không phải buông lỏng, mà làm sao đó cái phần trên cơ thể nó cảm giác an trú đi phần dưới cơ thể một cách rất là thả lỏng. Cái điểm nữa là hai lòng bàn tay của mình, tay trên để trên tay dưới, và tay nào cũng được nhưng mà thả lỏng chạm vào nhau. Và nữa là cái bàn chân của mình xếp tốt nhất là kiết già vào, nữa là bán già, hay nữa là thả lỏng, và nữa là ngồi trên ghế cũng được. Nó hai điểm: một là cái thân cái này từ phần trên phần dưới và toàn bộ cái lưng thẳng, hay là 7 điểm là ngồi trong tư thế kiết già như vậy. Là cái tư thế nó giúp cho cái tỉnh thức mình mạnh mẽ nhất và cái sự vững vàng của mình có thật nhất. Ok, mình ngồi như thế này nè, ta nhìn thế thôi là thấy ông thầy ngồi cũng cũng trang nghiêm rồi, nhưng mà tự động thế này tự động cái tướng của một con người ngồi bên ngoài kia mà nó đi vào con mắt của mình, nó huống hồ gì trong từng tế bào mình, nó cũng nhận được cái lệnh thông điệp của mình, nó là thẳng lên nha, vững vàng nha, tỉnh táo nha. Yes, và nó lệnh được đấy. Dạ, câu số 5, suy nghĩ nhiều quá không thể thiền. Suy nghĩ nhiều quá không nên thiền. Vậy thì đừng có thiền đi, con thấy hết suy nghĩ không? Yes, anh suy nghĩ là bệnh. Bây giờ anh nói không thể thiền tức là anh không muốn uống thuốc, vậy anh không muốn uống thuốc tôi hết bệnh không? Không cần bệnh nhiều nữa. Cho nên nó càng suy nghĩ là càng phải thiền. Thiền sao? Thiền với cái suy nghĩ. Suy nghĩ là gì? Bao nhiêu thứ hoa lá cỏ cây nhà cửa núi rừng sông nước nè, nó là hình tướng không? Hình tướng. Bây giờ là có hình tướng nhiều quá tôi không thể thấy được. No, anh không thể thấy được khi anh không có hình tướng. Nên trên nhiều cõi chư thiên nè, họ không có mắt, bởi vì trên đó là cõi của họ là cõi vô sắc, cho nên nó không có hình tướng, cho nên họ không cần đôi mắt này, họ dùng bằng cái này, cho nên đôi mắt nó không có giống như chúng ta. Vậy á, mà chúng ta có được cái tâm với cái suy nghĩ liên tục như vậy là cái khả năng của mình, là khả năng của con người bao nhiêu vạn kiếp chúng ta mới ngồi đây và có một cái suy nghĩ ngồi nghĩ tới chuyện 10 năm trước và tưởng đến chuyện 10 năm sau, nhưng ta không may ta lấy cái khả năng đó hành hạ mình thành một công dân của địa ngục ngay trên trần gian này với thân xác này. Ta lấy cái khả năng đó để làm chi? Để huấn luyện cái tỉnh thức của mình bằng cách có một cái hoa, thấy đó là cái hoa, mắt nó gì phán xét cái hoa nó của tôi, và cái hoa nó tốt hay xấu, và cái hoa nó thường hay không thường, phán xét ba cái đó là sinh nghiệp. Còn thấy cái hoa thì thấy cái hoa, không có cái hoa của tôi, không có cái hoa thường hay vô thường, không có cái hoa là tốt xấu. Ok, thì cái suy nghĩ là suy nghĩ thôi, ai biểu anh cho suy nghĩ là của tôi, anh ai biểu anh cho suy nghĩ nó tốt xấu, ai biểu anh cho cái suy nghĩ là thường hay vô thường, ba cái suy nghĩ đó nó làm ra hàng vạn suy nghĩ khác. Còn mỗi suy nghĩ là một hình tướng thấy sinh diệt. Làm sao mình biết sinh diệt? Phải có một cái thứ gì đó. Vậy là cái thứ đó nó giúp cho chúng ta thấy được sinh diệt. Không có thứ đó làm sao ta biết được sinh diệt? Như vậy là ta là cái thứ mà để đó mọi thứ sinh diệt. Làm sao ta biết được mọi thứ? Một cái gì nó không sinh diệt, bởi vì có những thứ khác không sinh diệt. Cái gì? Cái suy nghĩ. Như vậy là cái suy nghĩ là cái gì? Cái thằng đá mài để chi vậy? Cái tâm của mình á, nó mài lên trên thằng đá đó. Cái tâm gì? Cái tâm biết của mình. Vậy là suy nghĩ là chướng ngại nếu mà mình không biết lấy nó làm công cụ.